Trong trận đấu tại sân vận động sôi động, huấn luyện viên Gom Okia đã tận dụng sơ đồ tấn công quen thuộc khi dẫn dắt đội Hải Phòng. Ông đã đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Hà Văn Phương, Bảo Trung, Hồ Ngọc Thắng, Xuân Nam và Gia Hưng. Mặc dù có hàng tiền vệ tương đối mỏng, đội Hải Phòng đã tạo ra áp lực mạnh mẽ trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau một tình huống mắc lỗi của Xuân Nam, Lucao đã ghi bàn thắng từ quả penalty, mang về bàn thắng dẫn trước cho đội chủ nhà. Đội khách đã cố gắng tấn công nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Hải Phòng đã thể hiện sự nguy hiểm với những pha mạch lạc. Bàn thắng thứ hai đến từ Triệu Việt Hưng sau quả phạt góc và câu lạc bộ Công an Hà Nội rút ngắn tỷ số với bàn thắng của Quang Hải. Tuy nhiên, Hải Phòng đã nhanh chóng phục hồi ưu thế với bàn thắng của Hữu Sơn, nâng tỷ số lên thành 3-1. Đây là một trận đấu xuất sắc của câu lạc bộ Hải Phòng, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể tìm được hiệu quả từ những điều chỉnh của huấn luyện viên Gom Okia.